Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Kênh YouTube của mình chuyên về game bài tài xỉu nha anh em. Lại là một ngày nữa anh em ta cùng nhau kiếm tiền với con game bài iWin, hay còn được gọi là iWin 68 nha. Những anh em nào mà chưa trải nghiệm được game bài iWin, anh em hãy nhanh tay nhấp vào phần mô tả, phần bình luận. Mình có để đường link để cho anh em đăng ký tham gia trải nghiệm kiếm tiền của mình. Ngoài ra thì mình còn có một group chuyên phát lọc cho anh em, nên anh em hãy tranh thủ vào đó anh em lọc. Còn bây giờ trước khi mà vào với con game bài iWin, mình sẽ giới thiệu qua cho anh em một số sự kiện. Anh em bắn vào một sự kiện này, anh em có thể vào để anh em chia sẻ lên phở bò mỗi ngày, anh em có thêm được 3.000. Kết hợp vào đó thì còn có những cái phần quà, ví dụ như nhiệm vụ đó. Ngoài ra thì còn có cái sự kiện gây tiền, anh em chơi bất kỳ cái trò chơi nào cũng phải có điểm đóng cược, có thể vào đây quay được cái sự kiện gây tiền. Anh em tích được cái rìu, anh em có thể chặt được cái tiền đồng bạc và vàng để mà lấy thêm được rất là nhiều cái tiền khuyến mãi. Ngoài ra thì còn có thêm cho anh em rất là sự kiện viết club, anh em cố gắng làm sao mà lên được cấp độ viết càng cao, anh em sẽ có được cái lương tuần cùng với một cái số phần quà khi mà anh em lên được cái cấp độ mới. Ngoài ra thì có những cái phần ví dụ như thưởng nào sinh nhật và quà cuối năm cho anh em, cực kỳ nhiều phần quà hấp dẫn dành cho anh em. Còn bây giờ thì nếu như mà anh em nào mà đam mê với những cái trò mà game bài hay là casino thì anh em có thể vào trong cái một phần casino này, anh em có thể vào để anh em chơi được những cái sảnh online. Đấy, kết hợp vào đó thì vẫn có những một số trò nó cực kỳ hot, đó là thể thao nha anh em. Đấy, hiện tại đang là mùa bóng rồi, anh em phải tranh thủ vào đây mà cùng nhau kiếm tiền nha. Còn bây giờ thì anh em ta tiếp tục để mà vào đục tài xỉu. Đó, hiện tại là mình mới vừa vào vàng thì đang gặp về một cái nhịp cầu gọi là đi về gọi là cầu 212 đó anh em. Thì bây giờ là mình sẽ thử nuôi về gọi là cầu 2121 nha. Mở bát tay đầu tiên đi về là cầu tài nè, để mà trước mắt là nuôi về gọi là cầu 2121 để thử xem. Cầu đã đi về gọi là cầu 2121 rồi đây nha anh em, đi về lại được 16 điểm đi về lại cầu tài. Thì sau khi mà bình thường nếu mà nó đi về là 16 điểm về lại cầu tài đấy thì nó lại hay dễ để mà nó đi về lại cầu xỉu hơn, nên là cái thời điểm này là một lần nữa là mình sẽ nuôi về lại cầu xỉu. Thuận theo cái nhịp cầu này mình nuôi về lại cầu xỉu để thử xem là còn đi về lại cầu xỉu được không nha. Rất là đông anh em thì lại dí về lại cầu tài, nhưng mà cá nhân mình thì mình lại nuôi về lại cầu xỉu thôi anh em. Nhưng mà từ 16 mà đã bệt về lại được 13 điểm về cầu tài thì có vẻ là căng nha anh em. Tại vì bình thường là mình để ý là cái mốc 13 điểm này nó cực kỳ hạn chế là đi về gọi là cầu tài đúng không anh em ạ. Nhưng mà sau khi mà đã đi về lại được 16 mà về lại được 13 rồi đấy, thì mình lại tập trung là cái nhịp cầu này một lần nữa mình đánh lớn về lại cầu xỉu nè. Màu trắng là có tiền nha anh em. Wow, vẫn là 13 điểm anh em à. Căng nha, cái nhịp cầu này căng khá là căng đây. Ok anh em, ta thua nhẹ đâu đó là 11M đúng không? Cầu đang đi về gọi là cầu 23. Làm cái nhịp này đi về gọi là cầu 24 nè. Đó. Anh em cứ yên tâm, lâu lâu là gặp những cái trường hợp mà 16 với 13 này đó, là mình ít khi mà mình theo cầu đó anh em. Tại vì hai cái mốc điểm này nó gọi là thực tế nó gọi là không có rõ ràng. Đấy. Nhưng mà cơ bản bây giờ anh em thấy không? Vừa rồi thua 14M thì ăn lại 12M ngay. Hiện tại thì coi như là anh em ta đang ở một cái mức gọi là hòa tiền. Đấy. Bây giờ là một lần nữa là sẽ dí ngược lại tay về là cầu tài thôi anh em. Anh em nào mà đã xem video của mình nhiều đó, anh em sẽ hiểu được cái phong cách đánh của mình. Là hầu như là gặp những cái trường hợp nào thực tế là gọi là cầu đẹp là đa số là mình đều gọi là đánh lớn. Và mình không quan tâm tới cái chuyện gọi là nó có mạo hiểm ở trong cái thế cầu đó không. Nhưng mà thực tế với anh em luôn, nếu mà anh em đã xác định được một cái nhịp cầu nó đi được rồi á, mà không dám đánh lớn á, thì làm sao mà có lãi được ở trong thị trường game bài đổ thưởng này được anh em. Bây giờ anh em đánh 1M, mình đánh 10M thì anh em thấy hiểu được cái sự khác biệt mà. Thay vì anh em 10 ván anh em ăn được 10 triệu thì mình chỉ cần đúng một ván thôi, và mình chỉ cần đúng một cái nhịp cầu đó mình soi thật kỹ thôi là mình đánh thôi. À, còn như cái trường hợp nào đảo cầu thì chịu. Đấy. Như cái trường hợp này thì hiện tại là coi như anh em ta vẫn đang gọi là hòa vốn. Đấy, chưa có gì gọi là xảy ra là gọi là phát sinh lãi nha. Thì bây giờ sau khi nó về lại 7 điểm về lại cầu xỉu thì mình đang hơi lo nó có khả năng nó về lại cầu xỉu tiếp nè. Nhưng mà bây giờ cứ thuận theo cái nhịp cầu là mình sẽ nuôi cái nhịp cầu đi về lại cầu tài này. Đang hơi lo là cái nhịp cầu này nó sẽ có khả năng là nó căng cầu được nha. Đấy, nhưng mà thua cũng khá là ít nha, hơn loanh quanh 5M tay này thôi. Thì bây giờ biết ngay mà anh em, tôi đã nói rồi mà, tôi nhìn cái thế cầu tôi kêu 7 điểm mà hay là bệt về lại 9 điểm lắm. Nhưng mà không ngờ nó chỉ bệt lại về lại được hình như là 8 điểm. Như cái nhịp cầu vừa rồi nó bệt về lại 8 điểm.
Và này, cái nhịp cầu này mình nuôi về gọi là cầu 53 này. Cầu đã đi về gọi là cầu 53 rồi đây nha anh em, chạy đâu được. Anh em xem đi. Đó, thua hai nhịp cầu trước thì tôi ăn lại 15 bờ ngay. Chạy đâu được anh em, cầu đã đi về gọi là cầu 53 này. Làm thêm một cái nhịp này đi về gọi là cầu 54 này. Đó. Dây tiếp về lại cầu xỉu để mà nuôi về gọi là cầu 54 này. Đồng anh em thì lại nuôi về lại cầu tài, nhưng mà cá nhân mình thì mình lại nuôi về cầu xỉu để mà tiếp tục một lần nữa là nuôi về gọi là cầu 54. Nhiều khi là cái trường hợp cầu xỉu này là nó đang muốn căng với lại cái nhịp cầu tài chứ đó, anh em thấy chưa? Đó, rất là đơn giản đúng không? Đánh nếu mà gọi là đã đánh lớn thì chắc chắn là phải ăn lớn. Đó anh em thấy không? Chạy đâu được anh em. Cầu đi về gọi là cầu 54 nè, tiếp tục nuôi về lại cầu 55. Đấy. Vẫn là một lần nữa là vẫn là 11 mờ thôi anh em. Hôm nay là mình vào đây với số 4 là cũng khá là lớn nha. Mình vào đây với số 4 là loanh quanh là tầm khoảng 50 m nha anh em. Đó, nên là có thể gọi là tự tin để mà bắt cầu và đánh lớn được. Đấy. Thì bây giờ nó không có đi về gọi là cầu 55 mà là đi về gọi là cầu 541, 13 điểm về cầu tài đúng không? Bây giờ tôi theo nhẹ tay này về lại cầu tài trước nè. Tại vì anh em biết mà cái móc 13 điểm là không phải là cái móc sở trường của mình. Tức là khi mà mình gặp những cái móc 13 điểm như vậy đấy là mình hay rất là ngại bắt cầu nha. Tại vì cái tỷ lệ của móc 13 điểm này nó không phải là một móc điểm rõ ràng anh em à. Đôi khi nó có khả năng là nó sẽ bệt được về lại cầu xíu, và đôi khi nó cũng có khả năng là nó đẩy ngược lại về cầu tài. Nên là đôi khi nó rất là rắc rối. Đấy, ngay cả cái móc 13 điểm hay là 15 điểm cũng vậy. Anh em nếu mà anh em gặp những cái móc điểm như vậy thì anh em nên hạn chế đánh vừa vừa tay thôi. Đó. Để làm sao mà cho nó đừng có xảy ra cái hiện tượng là anh em ta đứt vốn giữa chừng nha. Đấy. Không nên tắt tay vào những cái móc 13 điểm hoặc là 15 điểm nha anh em, tại vì những cái móc điểm nó ít khi nó rõ ràng lắm. Đấy, ví dụ như này, anh em xem này, 13 mà còn bệt về 15 mà còn bệt về lại 14 nữa. Mà bình thường á, các cái móc điểm như vậy là tỷ lệ mà để mà đi về gọi là cầu bệt nó cực kỳ thấp nha anh em. Đấy, nhưng mà trong cái trường hợp này anh em thấy không? Nó đang xuất hiện cùng nhau thì vẫn có khả năng là nó còn đẩy thêm một cái nhịp đi về lại cầu cầu tài được. Đó, thì rất là đơn giản, đi về lại 11 điểm về cầu tài lại rồi đây. Thì bây giờ nó đang là một cái nhịp cầu đi về gọi là cầu 5444 rồi. Bây giờ tôi sẽ nuôi về cái nhịp cầu đi về gọi là cầu 555. Đó. Dí tiếp một cái nhịp này đi về là cầu tài tiếp nè. Đang khá là ít anh em thì dám nuôi ngược lại cái nhịp cầu này về cầu xỉu, nhưng mà cá nhân mình vẫn theo là theo về lại cầu tài. Đó là mình vẫn dí là dí về lại cầu tài thôi anh em. Đó anh em thấy chưa, rất là đơn giản cái nhịp cầu này đi về lại được 15 điểm đi về lại cầu tài một lần nữa nè. Đó, sau khi mà đã đi về lại 15 điểm về cầu tài một lần nữa thì mình sẽ vẫn tiếp tục nuôi về lại cầu tài nha anh em. Anh em có thể thấy hiện tại là hầu như là mình đã có được một cái ngưỡng lãi khá là ok rồi nha. Sau khi mà đang ăn được một thông một loạt cầu 15 m này, 10 m, 3 m, 4 m, 4 m này, ăn gọi là thông cầu liên tục tới thời điểm bây giờ luôn rồi nha anh em, vẫn tiếp tục gọi là ăn thông cầu đây nha. Đấy, cái chuyện mà đã đánh lớn thì nó phải có lãi như vậy nó mới xứng đáng được đúng không anh em. Đấy, nó không có phải gọi là phí cái công sức của anh em ta ngồi bỏ thời gian ra anh em ta soi cầu. Nên là anh em nào mà muốn trau dồi thêm được cái kinh nghiệm mà để mà bắt cầu trong cái thị trường game bài đổi thưởng này nó chuẩn hơn ấy, anh em hãy vào với cái group của mình nha. Nơi đó anh em có thể giao lưu cùng với tất cả mọi người để mà anh em hiểu thêm được cái nhiều thông tin về tài xỉu như thế nào chơi cho nó chuẩn nhất. Đấy, anh em thấy chưa, sớm giờ là các cái móc điểm này 15 và 13 xuất hiện liên tục. Đấy, nó đẩy cho cái nhịp cầu này nó đi xa hơn một xí. Đấy. Thì nếu mà cơ bản anh em ta không có kinh nghiệm để mà anh em ta theo được những nhịp cầu như vậy làm sao anh em ta ăn được. Đấy, bây giờ tôi vẫn tiếp tục là làm thêm một nhịp để đi về cầu tài này. Anh em thấy chưa, cầu đã vẫn đi về cầu tài đây. Bây giờ mới xuất hiện lại 11 điểm này. Đó. Và cái thời điểm hiện tại anh em có thể xem được đây. Tôi cho anh em xem nè. Đấy, cái giai đoạn mà đầu tiên vào thì anh em thấy không, bắt cầu nó hơi lủng củng một xíu. Nhưng mà từ giai đoạn mà anh em ta ăn được 15 m này là bắt đầu là nhịp cầu đã ăn thông và ăn thông tới bây giờ luôn nha anh em. Thì bây giờ anh em thấy không, tôi đã làm nhẹ nhàng hơn được 53 m rồi. Đó là cái thời điểm này có thể chốt lại được rồi đây. Và một lần nữa thì mình cũng sẽ xin phép anh em là được kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại anh em vào video ngày mai. Anh em ta lại tiếp tục kiếm tiền với con game bài iWin nha anh em. Những anh em nào mà chưa vào được cái group của mình, anh em hãy nhanh chóng vào group anh em đọc. Xin chào và bye anh em.